Tôi thì đang làm việc ở xưởng nội thất. Thôi ui quá, ý rồi đến nên ý ra chị ăn xin người ta. Thứ bảy và chủ nhật thì tôi không làm việc. Cứ đoàn tê, thế nhưng mà thả âm cho nên vào tuần sau để ủa rui tốt cũng như đi ra sao. Vì là cái ngày nghỉ vào ngày thứ bảy và chủ nhật ở vào ngày thứ công worry là thứ hai cũng là ngày nghỉ nên là sao công an sao là 10 ngày sao là 10 ngày công an là trong vòng 10 ngày suy kê tên người ta động từ cộng kê tuê tả là được nghỉ trong vòng 10 ngày. Đây là cấu trúc ha. Theo ông y đây ngày thường dẫn hiệu là kỳ nghỉ thứ mai cuối tuần và bằng h là gì kỳ nghỉ hè. Bằng h là kỳ nghỉ hè. Chúng ta sang câu 2 ha. Chế điều khi ga nên dẫn chăng ha khu sĩ phương nhân. Nếu như mà muốn gia hạn cái thời gian lưu trú chú đi bút khoản lý sao xuôi phải hành ra bạn phải đi đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. Chế điều khi can dẫn chăng xin trong so quá người nhỏ quân người quốc thương lúc thương tuổi soi ăn gì là phải có cái giấy chứng nhận người nước ngoài đó là hộ chiếu với lại gì đơn đăng ký gia hạn thời gian lưu trú. Phán tư si là nhất định thứ mini khả gia hai năm có sinh là man nó không phải là nhất định là bản thân bạn phải đi ani là không phải động từ cũng linh cọt là cái việc gì đó không nhất thiết phán tư si là không nhất thiết là đương nhiên là bản thân khả gia hai năm có sinh là cái việc bản thân phải đi nhưng mà xin trong tháng gì đăng ký trong ngày hai quốc kỳ soi ăn là phải có mặt ở Hàn Quốc đăng ký trong ngày. Visa xin trong thời gian nè hướng dẫn các thủ tục đăng ký visa kinh lô kế giáp chế coi băng bóp là cách ký kết hợp đồng lao động. Giáo quân thải cấp băng bóp hành nè là hướng dẫn phương pháp cấp phát hộ chiếu. Chế điều khi can dẫn răng xin trong là gì đăng ký gia hạn thời gian lưu trú. Tiếp theo chúng ta sang câu 3 ha. Thả âm cơ đôi cú để giống qua thả đơn để giống qua cả thân còn xin cô đôi ship siêu hãy lựa chọn cái nào mà giống với cái nội dung mà bạn đã đọc xong. Hàn Quốc kể sao nên ý sao Hàn Huê sau khi chuyển nhà ở Hàn Quốc chịp tư đi đưa hăm gì đã thì người ta là làm từ tân gia chịp tư đi nên khả cao sao ra mơn chi xe chiếc về chủ đề do người ta mời những cái người ở gần nhà tiệc tân gia thì người ta mời những cái người ở gần người gần gũi là người thân thiết ạ. Khá các ông gia là người gần gũi hoặc là người thân thiết. Xe chiếc bên chủ đề do mời đến cái nhà mới, xe chiếc về nhà mới. Ưm chiếc kinh thể sóc hai và sinh tật. Thì tăng gia là cái gì mà người cái việc là người ta tiếp đãi thức ăn vì mà rồi mời những cái người thân thiết đến nhà mới. Chịp tư đi e chủ đề phạt tương xa ra mình nhắc chỗ này dịch ha. Những cái người mà đã nhận được cái lời mời đến nhà tiệc tân gia thì xe chê ná, xe chê là xà phòng, na là hoặc, binu là xà phòng cục á, hưu chi giấy vệ sinh, giấy lê này là giấy này cái xà phòng kiểu như xà phòng bịch á. Tương ứng sau bữa nào người ta tặng những cái món quà như là giấy vệ sinh, xà phòng và giấy xe chê. Ý đơn son mới từ ế nên những cái trong những cái món quà giống như vậy thì cho quân đi đi mà nên xem gì cô vì nó có nhiều cái điều may mắn điều tốt ở đâu đi đi xài hay coi thì kia được phá ra đến uy mi ca thẩm cho sinh tạ danh uy mi là có ý nghĩa tâm cho là nó chứa đựng tâm cho ta là nó đang chứa đựng những cái ý nghĩa mong muốn để giải quyết đi đưa xài hay coi là giải quyết được công việc khó khăn tốt hơn ở đâu đi là công việc khó khăn xài hay coi là giải quyết tốt hơn và có nhiều cái điều may mắn thì cái nào giống với cái đoạn hội thoại trên hãy chọn cái nào mà giống với cái nội dung của đoạn hội thoại mà nó đọc sau đây. Bổ thông Isaru khả ghi cho nhé trước khi mà chuyển nhà bình thường thì người ta chịp tư đi đưa hay người ta làm tiệc tân gia trước khi chuyển nhà làm tiệc tân gia là sai. Chịp tư đi ấy động từ cộng kia cho nên là trước đó chịp tư đi chủ thể và tư xa làm hơn. Những người ta nhận lời mời đến tiệc tân gia thì sẽ đi để chuẩn bị món ăn là không có ha. Chitri samore để nên chú nơi Mika thẩm gọi xin tạ. Cái trong cái món quà của tiệc tân gia thì có chứa những cái ý nghĩa tốt. Rồi chủ nhân sẽ tặng cho khách hàng những cái vinu là xà phòng, CC là gì? Bột giặt dành cho sunim là khách hàng là không có ha. Là gì cái ý nghĩa trong cái món quà của tiệc tân gia thì nó có chứa những cái ý nghĩa tốt là gì giải quyết những cái điều may mắn này
giải quyết có những cái điều may mắn xảy ra, cũng như là theo Kara thì là giải quyết được công việc khó khăn tốt hơn là có ý nghĩa đó ha. Rồi tiếp theo là mình có câu số 4 ha. Giờ ra bún rồi ở trên qua hăm kể sư tè nên khi ở cùng với người lớn hen tôn anh chủ sim em thì ta cần phải chủ chủ sim là phải cẩn thận, phải cẩn thận với hen tôn là hành động, các hành động của mình ở trên kem môn con nên thử đi con à, khi mà biếu đồ đạc cho người lớn phải từ tè nên hoặc là nhận thú xôn nơ rô soi em thì ta phải dùng hai tay hăng xôn nơ rô môn con nên thử đi con à, phản ứng cờ xin cái việc mà nhận hoặc là đưa biếu quà bằng một tay dĩ cho ổn định hen tôn như người ta, nó chính là một cái hành động không có lễ nghi, không có phép tắc. À, thù hơn nữa ở đơn kê đến những người lớn xôn nên hưng thừa đo cho diễn ra hàm nhất hành tế cổ không được rung tay rồi gì vừa chào, nếu chào người lớn thì không được chào người lớn bằng cách là rung tay lắc tay là anh đi cổ là không được. Ho đi đưa suốt kêu cho bắt tay á, cái kiểu bắt tay đó, thôi đi đưa xuống cơ sở cúi gặp người xuống in sai an người ta, rồi sau đó in sai an người ta để chào hỏi cứ đi cô ở rin áp thì sao trước mặt người lớn, ở rin là người lớn, áp thì sao là trước mặt người lớn, tam bê đứa chiêu men ảnh thì người ta không được uống thuốc lá trước mặt người lớn, ở rin đi thủ xin nên buôn con nên thủ xuân đưa đồ phạt tay an người ta phải cái món đồ vật mà người cái đồ vật mà đang đưa cho người lớn, đang biếu người lớn thì phải nhận gì? Người lớn mà đồ vật mà người lớn đang đưa thì phải nhận bằng hai tay. Ở đơn kê vương con nên hăng xong đưa thử rồi ăn người ta, hăng xong một tay là sai. Đưa biếu đồ đạc bằng một tay cho người lớn là không đúng. Ở đây là phía sau khi ta mê được phi vô tô trên người ta là không được, này chỗ này phi vô tô mà này phi a mê ăn ảnh trên người ta này phi vô ảnh trên người ta là không hút được ha. Chỗ này là gì? Ở đây cái in sao hay tê khi chào hỏi người lớn thì ho đi suốt khi chị ảnh thả, câu này sai ha. Đồ đạc mà người lớn đang đưa cho mình thì phải nhận bằng hai tay. Rồi, tiếp nè. Câu số 5. 다음 설명에 안 맞춘 어휘를 고르십시오. Hãy lựa chọn cái từ vựng nào mà đúng với lời giải thích sau. 작업은 시작하기 전에, trước khi bắt đầu công việc thì các 부품에 이상 없는지 xem thử coi các bộ phụ 부품 là các phụ tùng linh kiện 이상이 없는지 có cái kỳ lạ gì không? 이상 là dị thường, 없는지 kiểm tra xem nó có kỳ lạ gì hay không. 기계를 작동시켜 sau đó được bật cái máy lên khởi động. Hacking hay vô nên gặp xin người ta rồi gì hãy thử xác nhận xem mình khởi động máy móc. Sắp phu chinh là giấy nhám, phu trang là đóng gói, công nghệ trang là gì? Chê tan này là cắt. Công nghệ trang là cái đồ mà vật xoay vòng tròn này. Trước khi bắt đầu công việc thì các phụ tùng coi kiểm tra coi nó có cái gì khác thường hay không. Từ vựng này nó đúng với lời giải thích này, đóng gói không liên quan. Sao Putin là nhá nhá mà che tan là cắt là càng không liên quan nữa. Tiếp câu số 6. 건물 시설물 등은 새로 짓거나 오래된 건물 시설물들은 철거하는 곳입니다. Là cái nơi mà người ta xử lý những cái thiết bị tòa nhà lâu hoặc là xây dựng mới lại những cái siêu những cái cơ sở vật chất thiết bị tòa nhà. Đó chính là gì? Sáp trang là chủ doanh nghiệp nông trường, công sa trang là công xưởng, công sa trang là nơi thi công, công trang là công trường, công sa trang, công trang
công trường. Chọn cái này ha, công trang. Rồi. Cứ tha hôm cứ đi mình phủ cô mà nên thả nó nam bức tranh của rơi siêu. Hãy lựa chọn cái câu văn nào hoặc là từ vựng nào đúng với cái bức tranh mà bạn đã xem xong. Đây là gì? Thải lót lịch hàm nhau ham danh thiếp sa chim bức ảnh chi phê là gì? Và tiền giấy. Câu số 8. Đu đây đưa tịch Covid xâm thì ta là đang hát, đang mua sách, đang nghe nhạc này, đang đọc mua sách này, đang hát này, đang mở cửa sổ. Chỗ này là mua sách ha. Rồi, thả hương thả no qua khoản kèn nên có sương mù sương nghiệp các. Cái nặng là cái có mối quan hệ liên quan đến cái từ vựng sau. Dọc sau bưu thiếp, cho anh chi lá thư, sô phô bưu kiện, tha thư là thẻ thiếp. Upamun thư tín nha, thư tín. Sa chon là từ điển, vi xanh nhạc là thuốc khẩn cấp, thải lót là lịch. 10. Hãy chọn ban tem man là đúng nghĩa của chai tà có nghĩa là ngắn. Chóc tà là ít, man tà là xa, man tà là nhiều. Kim tà đây có nghĩa là dài. Từ vựng thành tem man là đúng nghĩa nhé. Tiếp tục câu số 11. Thông trang ngân mạng từ đó nghĩa là nếu muốn làm chủ tài khoản xin quân chương y phi này ta, thì cần có xin quân chương là chứng minh nhân dân và phải mang, nếu mà mang cái gì đó đến thì được. Quả y là gì? Hoa quả. Y đốc so là sơ yếu lý lịch. Giáo quân là hộ chiếu. Kha tư là gì? Cái thẻ. Cần cái gì? Nếu muốn làm sổ chiếu thì cần có chứng minh nhân dân. Hoa quả là bỏ sơ yếu lý lịch này càng không liên quan. Cạc là khai tư là thẻ. Bạn có mang theo hộ chiếu hay không? Nếu mà mang đi theo hộ chiếu cần có chứng minh nhân dân. Hộ chiếu. Câu 12. Cho nên khả cô hi thay chấm 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 ịt xâm nì tà. Đây mình thấy cô ịt tà thì cấu trúc của nó có nghĩa là đang, được chưa ạ? Cô ịt tà có nghĩa là đang, đang làm cái gì đó ở công cu. Qua cu hi xa là công ty nội thất. Quấn mốt chả la so, ôn mốt là tấm gỗ. Cha đưa tà là cắt, cắt tấm gỗ rồi xé than hai nên đi đưa ham nì tà cho đang làm việc, đang cắt. Xé than là đang cắt tấm gỗ. Uni là hỏi, tani ta là học hoặc làm, phe tai là giao hàng, shopping là mua sắm ha. Chỗ này mình chọn đáp án là đang làm việc ha. Câu số 13. Munikit qua trở nên tôi và Munikit Han John Harawan thì ta định đổi tiền. Đổi tiền. Cứ đây so chấm xin Shikane chấm chấm kinh nghe nghe khả kỳ đô hết xin ta đi quyết định đi đến ngân hàng. Kachi Shikane Kachi kinh nghe nghe khả kỳ đô hết xin ta. Cả hai người đều là gì? Đồ quyết định đi đến ngân hàng là cùng đi. Đi là đi nhanh. Cả trang là nhất. Hồ đê là lâu. Vậy đây là gì? Từ thế nên vào giờ trưa thì chúng tôi đã quyết định đi cùng nhau ha. Kachi. Số 14. Chú ma đây lên bổ thông chỉ về sau một mùa hút thê vì sao đâu mình sao suy nghĩ ta. Và cuối tuần thì tôi vừa xem tivi ở nhà. Bình thường thì tôi vừa xem tivi ở nhà và nghỉ ngơi. Khả cơm xúc thiên hà ro xin e khải tê tùy xin ta. Cũng có khi tôi là cũng có khi mà tôi đi đi vào trong nội thành để shopping là để shopping mua sắm. Khả cơm là thỉnh thoảng à. Sống xô hà là gì? Dọn dẹp. Sống xô hà là để dọn dẹp. Con a là dọn dẹp hoặc là sống xô là để ha. Không có lý nào mà hai cấu trúc để nó cùng xuất hiện trong một câu mà mình không có thể chọn nên mình loại được 20 thằng này. Chi man nhưng mà nó phải ngược nghĩa. Bình thường tôi làm gì đó ở nhà hoặc là tôi làm gì đó ở nhà, đúng không ạ?
Tôi dọn dẹp hoặc tôi vừa xem TV, tôi vừa nghỉ ngơi. Đúng chưa nào? Câu 14 là chọn câu 3 nhé. Câu 15. Hãy trả lời các câu hỏi sau. Emoji mũi xin tức sinh nhật cá biển báo này có ý nghĩa gì? Phụ anh nên chắc dung ha, ship siêu chắc dung ở đây là mang đeo đội ha. Hãy đeo mặt nạ bảo hộ. Khi gặp kê là hãy đeo cái mà bịt tay chống ồn. Phụ anh chân là phải đeo kính bảo an. Anh chân mô là mũ bảo hộ. Vậy gì? Khi liên quan đến tay, chọn đáp án số 2 ha. Tiếp nào. Số 16. Isarame Kuchok, Kuchok là quốc tịch của người này. Ở tim thì có là ở đâu? Quốc ca có nghĩa là quốc gia thì liên quan đến gì? Thẻ quốc, Thái quốc ha, nước Thái. Đây chính là số thẻ chứng minh nhân dân dành cho người nước ngoài á. Tiếp nào. Thả ưm, dọn hoa phê, thẻ hành xâm nhân ưu đô mạnh nâng cầu xâm mùa xin nhật có. Cái nào là cái mà nó đúng với cái lời giải thích ET han là về. E này là ta han là không đúng rồi, chữ này dịch là ET han. ET han về về cái biển do hoa phiêu sau. Do hoa phiêu là vé chiếu rạp chiếu phim, là vé và cái vé xem phim. Cái nào là cái mà đúng với cái lời giải thích về cái vé xem phim sau? Số 1. Cái vé xem phim này han giang là một tờ man chon luôn. Man là 1.000. Chan won. Ship. Man chan won. Man y chan won, man chan won. Đúng hả? Cái này là một vé là 11.000 won nè. Giờ tôi sai ý sang khoảng 5 hai xu hợp xin gì ta? Khoảng 5k. Những người trên 12 tuổi là quanh 5K là những người có thể tham quan. Mà này nói không thể là sai nè. Hai số học sinh người ta là tham quan ấy. Mục tiêu yếu cho nên dọn hoa phun người ta vào thứ 5 vào buổi sáng là không đúng ha. Ở đây là buổi vu là buổi chiều nè. Kha tư đô dọn hoa phiêu đưa sát sinh người ta mua vé xem phim bằng kha tư. Kha tư là gì đây? Kha tư là gì đây? Kha tư là thẻ đúng không? Trong in one in bank không có nói luôn ha, chỉ có cái vé này là 11.000 won thôi nè. Tiếp. 2018년도에 국가별 날기 수출액에 대한 설명 맞는 것은 무엇입니까? Cái nào? Muốn là cái nào? Là cái mà mặt ta đúng với cái soi miệng. Euro là với, soi miệng là giải thích. Hệ thế anh là về. Về cái suturek là tình hình xuất khẩu, danh cái doanh thu xuất khẩu. Tai kỳ là dâu tay theo từng quốc gia vào năm 2018. Thế quốc bồ tà, Malaysia에 더 많이 수출되었습니다. So với Thái quốc, so với Thái quốc thì... so với nước Thái thì đã xuất khẩu. So với nước Thái thì đã Malaysia đã xuất khẩu nhiều hơn. Malaysia đây, Thái Lan đây. So với nước Thái mà Malaysia nhiều hơn là sai nha. Đây là Malaysia, Thái Lan nó nhiều hơn á, không phải sai. Hong Kong ngay cả trang mạng nên suzuki.com. Hồng Kông là nơi là xuất khẩu. Cả trang mạng đi là nhiều nhất. Đúng không? Hồng Kông sản xuất khẩu nhiều nhất nè. Malaysia là thủ phân chế đô mã ni suzuki.com. Malaysia là đứng nước Đức xuất khẩu đứng thứ hai. Không đúng ha, Malaysia đang đứng cuối cùng. Singapore ấy khả trang chốc kê suzuki.com. Singapore là xuất khẩu thấp nhất, khả trang chốc kê là xuất khẩu thấp nhất và không đúng nha. Tiếp. Câu số 19. Han cô kể so ở Hàn Quốc trả sinh đô tà so với bản thân nãy ca ở đêm Saramege phẩm ma đưa sai ông ta. Ở Hàn Quốc thì so với bản thân thì người ta thường sử dụng lời nói thành mai là thân mạch hay là cọc lốc đối với những người nhỏ tuổi hơn mình. Hachiman nhưng mà trả sinh đô tà so với bản thân nãy ca chấm 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 cho mạnh năng Saramege đối với những người mà lần đầu gặp lần đầu thì nộp pin ma đưa sai ông ta thì người ta vẫn sử dụng lời nói tôn kính. Cho dù là gì? Tarato là cho dù khác. Taraso là vì khác. Chokoso là vì ít.
Sokoto là cho dù ít tuổi. Mình dịch là gì? Cho dù ít tuổi thế nhưng mà cho dù ít tuổi hơn với bản thân nhưng mà cũng phải dùng lời nói tôn kính đối với những người lần đầu mình mới gặp lần đầu. Thì dạo này đáp án số 4 ha. Tiếp. Câu 20. 지난주에 주문한 물건이 아직 도착하지 않았습니다. Và tuần trước thì cái đồ mà tôi đã đặt thì vẫn chưa tới. 지금 바로 거래처에 전화해서 bây giờ hãy gọi đến cái nơi giao dịch nơi mà mình mua hàng á, phá đô là ngay, chỉ cần là bây giờ. Để làm gì đây? Hakin hara wam nida, để xác nhận, định xác nhận. Hakin hara pyeon nida, động từ cụm đơn pyeon nida nida là thuộc diện đang xác nhận. Và sayong hara wam nida là định sử dụng, và sayong hara pyeon nida là gì? Đang thuộc diện sử dụng. Chọn đáp án số 1, để xác nhận ha, định xác nhận, kiểm gọi điện lên trên cái nơi giao dịch, nơi bán hàng ngay lập tức bây giờ để làm gì, để xác nhận kiểm tra xem như thế nào. Đây chính là đáp án của cái đề trên nhé. Mọi người dừng lại và tham khảo ha. Mình thì chỉ có thể giải thích cho mọi người những cái câu hỏi này để tốt cho mọi người ở nhà mà có thể tự dịch được tốt hơn để mà chọn đáp án nhé. Cũng không có quá nhiều thời gian nên mình sẽ giải thích hơi nhanh hơn so với bình thường. Tại vì lý do là những nếu mà học tới bây giờ thì các bạn phải dịch được như vậy rồi. Chứ đi thi mà không dịch được như vậy là không thể nào mà thi được tốt hết ha.